Rồi một cái câu hỏi cũng khá là thú vị ha cho chúng ta. Các bạn có ai ở đây tin là có linh hồn không? Có không? Có đúng không? Có bạn nào nói không có linh hồn không? Ở trong lớp mình ở đây có 10 mấy 20 người mà thôi, thì có bạn nào không tin là có linh hồn không? Thiên Chúa giáo hay là Phật giáo hoặc là các đạo khác đều tin là có linh hồn nha. Và trong thực tế có nhiều người đó không tin có linh hồn chết là hết, đúng không? Rồi có những người là thực sự ra mà nói các bạn, khi mà các bạn là ở đây thì chắc cũng không có ai đã trải qua cái thời gian gần tử nghiệm đó, tại vì gần tử nghiệm là cái giai đoạn chúng ta gần chết, gần chết coi là chết lâm sàng cơ, cái thứ nhất là thì những người mà như vậy thì họ mới biết rõ là có linh hồn. Tôi may mắn được tiếp xúc khoảng 2-4 người đã từng rơi vào tầng tử nghiệm, sau đó họ quay trở lại. Là thực tế không nha, chứ không phải là nói theo kiểu là những cái chuyến là sách vở đâu. Tất nhiên là có những cái cuốn sách hai ông bà nào đó họ nghiên cứu sâu về cái bộ môn này thì không nói. Nhưng mà bản thân tôi thì tiếp xúc một là một cái bạn đó là lúc đó là tôi mới có 22 tuổi thôi. Thì cái bạn đó là chắc cỡ tuổi tôi, bạn bị chết lâm sàng, bạn bị bệnh gì đó bị chết lâm sàng. Sau đó thì bạn ấy sống lại và gặp tôi. Ủa sao vậy? Trời ơi, chị không biết đâu, tôi mới từ cõi chết trở về. Đó là xong cái mình cũng nhắm mắt hỏi cửa chết làm sao. Thì các bạn, trời ơi ghê lắm chị ơi, nó ghê sao. Cái lúc đó em có cảm giác như là em đi vô một cái đường hầm mà. Em bay vô trong cái đường hầm mà nó tối khủng khiếp luôn, cũng như là giống cái đường hầm và giống như hay coi trong phim á, phim giả tưởng ấy ha, đúng không, lỗ đen. Sau đó thì tự nhiên em thấy ở tự nhiên cuối cái đường hầm nó có ánh sáng đó, thì khi mà tới được chỗ em thấy được cái sáng thì em nhìn tình trở lại. Thì khi mà các bạn học về cái cuốn sách về tử thi Tây Tạng đó, thì có diễn tả cái lúc gặp cũng như đó bằng những cái gọi là những cái ngôn từ rất là rõ ràng luôn. Đó là một trường hợp thứ nhất. Một trường hợp thứ hai là một cái cô này cũng cô sanh con, cô người Quảng Trị, cô sanh con lúc mà sanh là bị sanh khó, bị cái gì đầy phải không, cái gì đó thì bị cấp cứu đi. Thì lúc mà cô cứu được xong trở lại tự thành sống lại vậy, thì cô nói cô diễn tả cái cảm giác của cô là em cảm giác như là em bay lên và ở trước mặt em là một cái dòng sông. Em bay lên thì phía bên kia sông á là những người và người thân của em đã mất đứng bên kia sông đó, thì cứ kêu em không ạ, cứ kêu em. Xong cái đến khi mà em bay lên em đứng lên cái người em bay sang bên kia sông á, thì bỗng mẹ ruột của cô đuổi cô ấy. Mày về đi, mày không có được ở lại đây, về đi, về với con mày đi. Đó, làm xua cổ trở lại bên người. Thì lúc đó cô mới tỉnh lại và cô sống. Cô nó chỉ cần một chút xíu nữa thôi, và không ai em đứng lên để kêu em á, là em đi luôn rồi đó. Thì những cái cảm giác đó chúng ta chỉ được nghe thôi, chúng ta chưa có được chạm tới ha. Nhưng mà đó là người thật, người thật luôn nha, chứ không phải là mình nói theo kiểu như sách vở đâu. Cho nên các bạn phải chú ý cái điều này. Tôi là tôi tin có linh hồn nha, và các bạn là bạn không tin thì tôi không biết. Và trong con người chúng ta nó có hai phần, thể xác và thể vật lý, là thể vật lý và thể tinh thần, khoa học và tâm lý. Thể xác là cái xác của chúng ta, về vật lý đó, còn về tinh thần là những cái phần hồn đó, phần linh hồn đó nha. Rồi và cái phần tinh thần bên trong chúng ta mới chính là cái đối tượng nghiên cứu của các bộ môn khoa học huyền bí nha. Đó, còn cái thể xác của chúng ta thì ok, bạn này da trắng, tóc dài, rồi là mắt to, mũi cao, bạn kia thì da nâu, ví dụ vậy, thì cái đó là cái dễ nhìn thấy. Nhưng cái phần bên trong của chúng ta, cái phần mà bộ môn khoa học tâm lý đang nghiên cứu, rồi bộ môn khoa học huyền bí cũng đang nghiên cứu là chính phần tinh thần.
Thì đối với những cái yếu tố hoang đường mà chúng ta bỏ qua đi á, thì dưới góc nhìn khoa học thì bộ môn khoa học huyền học nó có những định đề như sau. Thứ nhất, định đề thứ nhất, con người sinh ra đã được tạo hóa lập trình sẵn có một số vật. Điều này không cần chứng minh, như cái phần tôi đã nói là có nghĩa số chúng ta tin là chúng ta sẽ có một số phận khi chúng ta mới sinh ra. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, định đề thứ hai là con người là một thực thể của vũ trụ. Cái này cũng không cần chứng minh nữa nha. Và do sự kết hợp của khí âm và khí dương mà hình thành, con người chúng ta bao gồm có bốn yếu tố: đất, nước, lửa, khí. Rồi. Và phải chịu ảnh hưởng của vũ trụ trong quá trình hình thành. Chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất là mặt trời và mặt trăng. Rồi, cái định đề thứ ba là sự phát triển của loài người dựa trên những cơ sở lập trình lúc hình thành và biến chuyển liên tục dưới tác động của vũ trụ. Đó là cái định đề thứ ba. Tiếp là định đề thứ tư là dấu ấn của vũ trụ và bản lập trình được xác định trong khoảng thời gian hình thành. Có nghĩa là ngay cái thời gian, thời điểm chúng ta sinh ra là cái mốc. Rồi như vậy thì quay lại cái định đề số 2 là con người là một thực thể của vũ trụ. Như vậy thì mặt trời và mặt trăng có ảnh hưởng như thế nào đến với con người? Và chúng ta có hai cái tuổi, đó là tuổi mặt trời và tuổi mặt trăng, là tuổi âm và tuổi dương nha, tuổi âm và tuổi dương. Rồi. Cái mặt trăng tuy nó nhỏ hơn nhưng nó lại gần với trái đất nhất, và cái tác động của nó lên chúng ta là cũng là một con số tham chiếu rất là quan trọng. Rồi từ định đề số 4, có nghĩa là số phận của chúng ta được ngay từ lúc chúng ta sinh ra đã lập định sẵn rồi. Thì như vậy 9 tháng trong bụng mẹ và 3 tháng đầu đời sau khi sinh là hoàn thành cái bộ mã của lập trình này nha. À, chúng ta có được cái tuổi âm đó, là trong quá trình mà chúng ta nghiên cứu về kinh dịch thì chúng ta sẽ sử dụng cái lực âm dương, lực âm và lực dương chứ không phải là chỉ lực âm không nha. Đó. Thì ở đây mình sẽ có cặp thêm cái tuổi trong bụng mẹ nữa. Rồi. Từ cái định đề số 3 cho rằng con người có sự thay đổi về thời gian đối với cái chu kỳ của vũ trụ, thì nó có cái tính chu kỳ lặp lại. Và chu kỳ lặp lại như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ đi sâu vào nó. Tuy nhiên nó sẽ không thay đổi về mặt bản chất nha. Đó. Và nó cũng không có biến đổi về mặt về bộ số đâu. Và chúng ta sẽ có những cái lứa tuổi gọi là tuổi bình thiên hay tuổi biến dịch, thì lát nữa phần sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ở một cái định đề, mấu chốt đó là khi vào tuổi mà trạng thái vũ trụ thay đổi thì con người cũng thay đổi khác với lúc ban đầu, nó gọi là tuổi biến dịch. Thì cái tuổi biến dịch này nó bị ảnh hưởng bởi tác động của mặt trời và mặt trăng. Và khi mà chúng ta lát nữa các bạn sẽ được biết là cái tuổi biến dịch là cái tuổi nào, và chúng ta sẽ hiểu được tại sao chúng ta rơi vào cái vòng tuổi đó, thì có nhiều những cái biến cố xảy ra đối với chúng ta đó, bởi vì nó có bị tác động bởi cái mặt trời, mặt trăng, kể cả những hành tinh khác. Khi các hành tinh đó nằm ở một vị trí như thế nào thì nó tác động lên con người của chúng ta làm sao, và chúng ta học là chúng ta để hiểu về nó, hiểu để mình giảm thiểu những cái phần mà nó không có tốt cho mình thôi nhá. Trạng thái của vũ trụ ở một thời điểm cụ thể là được xác định bởi tâm của mặt trời, tâm của trái đất trên hoàng đạo và tâm của mặt trăng trên quỹ đạo hàng. Thì các bạn thấy rồi ha, cứ 365 ngày thì trái đất nó quay quanh một vòng quanh mặt trời, đúng không? 24 tiếng đồng hồ thì nó tự quay quanh nó đó, và mặt trăng cũng sẽ tự quay quanh với mặt trời, quay quanh trái đất. Thì khi mà chúng ta sinh ra này, thì cái lúc cái thời điểm mà chúng ta sinh ra là tâm mặt trời nó nằm ở đâu và tâm trái đất nằm đâu, tâm mặt trăng nằm ở đâu. Rồi khi mà chúng ta 30 tuổi đó thì mặt trăng nó nằm như nó sẽ thay đổi ha, nhất là các bạn học về bộ môn chiêm tinh, các bạn thấy gọi là cái trang xích, bạn nào học về chiêm tinh rồi đó thì các bạn sẽ thấy cái phần trang xích của cái lá số của mình nó sẽ thay đổi nha, có từng cái thời điểm một. Ví dụ như chúng ta 20 tuổi thì chúng ta nằm ở đó, nhưng mà nếu chúng ta vào cái phần trang xích thì chúng ta sẽ biết là mặt trăng mình nó đang nằm ở đâu, mặt trời nó nằm ở đâu rồi. Thì
nó có một cái mối liên quan khá là chặt chẽ với nhau, mặc dù nó là hai bộ môn đông tây khác nhau. Kim tinh là của phương tây, kim dịch là của phương đông, tử vi là của phương đông. Nhưng mà khi chúng ta học chỉ học tử vi không, các bạn ở đây chúng ta bị như thế này này, chúng ta học được cái bộ môn nào chúng ta cho cái bộ môn đó là số 1, chúng ta quên đi ngoài ra có nhiều bộ môn khác. Mà nếu chúng ta học được tất cả các cái bộ môn đó rồi á, thì chúng ta sẽ thấy một cái sự liên kết nó chặt chẽ như thế nào, nó rất là chặt chẽ luôn, chứ nó không có hề có một cái sự gì mà lỏng lẻo đâu. Nhưng mà chúng ta phải học, và khi chúng ta học thì ta nhìn cái cuộc đời và số phận của một con người đó như là một cái từ hành lang cam nhìn xuống, chứ không phải là mình nhìn ngay. Tôi học về tử vi thì tôi biết là tôi là thân cư gì đó rồi đấy, nhưng mà tôi học về kim tinh tôi biết rằng à, cái cung hoàng đạo của tôi nằm đây thì nó tác động đến cái cuộc đời của tôi như thế nào. Và tôi so sánh với tử vi, tôi so sánh với tất cả những thứ xung quanh tôi, tôi có được một cái nhìn tổng thể về con người của tôi. Huyền học là một cái cơ sở khoa học của vật lý liên quan đến sinh học, như hồi nãy tôi nói ha. Rất nhiều lần nhiều cái lắm. Nếu như chúng ta nói về vi sinh học thì về coi như là về sức khỏe thì nó liên quan nhiều lắm luôn nhé. Rồi hồi xưa bây giờ hiện tại ta đo được tọa độ của mặt trời mặt trăng một cách rất là chính xác, nhưng mà ngay từ rất là xưa lắm rồi người ta đã đo được. Người ta đã biết được vị trí của trái đất so với năm mặt trời là 365 ngày 2 giờ 4 phút và 25 giây đó. Thì tất cả những cái thông số này là từ ngày xưa người ta đã biết rồi, chứ không phải chờ tới bây giờ để xác định đâu nha. Đây quỹ đạo vị trí của trái đất và mặt trăng quay quanh mặt trời, nó có một cái quỹ đạo như thế này. Tuy nhiên ngày nay nó cũng không hoàn toàn chính xác lắm đâu. Các bạn biết rồi, cái quỹ đạo mặt trái đất của mình quay quanh xung quanh nó đó, là trái đất của mình đang quay chậm lại. Hồi xưa mình nghĩ là có giờ thứ 25 không? Chắc là không đúng không? Nhưng mà sắp tới đây là sẽ có giờ thứ 25 đó, trái đất đang quay rất là chậm lại. Chậm lại thì có thể là vài trăm năm nữa thì một ngày của mình là thứ 25 giờ. Trước đây, cách đây mấy trăm năm thì là cái trái đất của mình là quay một ngày là 18 tiếng đồng hồ. Còn cái lúc thờ phổ ban đầu có 6 tiếng mấy à. Đó, thì bây giờ nó càng ngày nó càng chậm lại. Chậm lại vì sao? Vì cái đất của mình đang nở ra. Rồi nếu một ngày nào đó người ta, các nhà khoa học chứng được trái đất một ngày, cái đất mình quay thì sao? Cũng có chứ, đúng không? Cho nên là những cái mà mình nghe tưởng chừng nó cua, nó ảo tưởng, nó mộng tưởng, nhưng mà có nhưng mà không. Đây, các nhà thiên văn học cổ ha, bằng việc quan sát đo đạc họ đã tìm ra cái chu kỳ 19 năm. Và cái chu kỳ 19 năm nó bao gồm có là 19 năm mặt trời bằng 235 tháng mặt trăng. Sai số thì 0,03, 400 năm mới lệch có một ngày thôi. Có nghĩa là cái thời thiên văn học cổ người ta đã có những cái nghiên cứu và người ta đã quan sát đo đạt được đó. Thì cứ 19 năm thì trạng thái của mặt trời, mặt trăng và trái đất nó sẽ lặp lại được đó. Thì các bạn thấy rằng cái chu kỳ 19 năm này lo và cái nhà bác học có tên là Mencken, ông là một nhà thiên văn cổ người Hy Lạp và tìm ra được cách đây 440 năm trước công nguyên đó, chứ không phải là bây giờ nha. Đó, từ 440 năm trước công nguyên ông đã tìm ra cái chu kỳ này rồi đó. Và cái chu kỳ 19 năm này nó chia ra hai kiểu chu kỳ. Tiểu chu kỳ 8 năm, đây là tiểu chu kỳ âm ha. Và tiểu chu kỳ 11 năm là tiểu chu kỳ dương. Chúng ta hiểu đơn giản như thế này là trạng thái vũ trụ được xác định bởi năm dương lịch, ngày dương lịch và năm âm lịch, ngày âm lịch.